Chiều nay, không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Dự báo, chiều tối và đêm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Nam Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nên đêm nay và ngày mai ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét đậm, có nơi rét hại, với nhiệt độ thấp nhất từ 9 đến 12 độ, vùng núi từ 6 đến 9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 4 độ và có khả năng xảy ra băng giá, sương muối. Riêng khu vực Hà Nội, không mưa, trưa chiều trời nắng, trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 10 đến 12 độ. Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào hồi 1 giờ sáng nay 19 tháng 12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực vùng biển phía Tây miền Nam Philippines, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, tốc độ 40 đến 60 km/h, giật cấp 9. Dự báo từ 1 giờ ngày 19 tháng 12 đến 1 giờ ngày 20 tháng 12, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương từ Đà Nẵng đến Cà Mau, Kiên Giang kiểm soát chặt, hướng dẫn tàu thuyền ứng phó với áp thấp nhiệt đới đang có khả năng mạnh lên thành bão trên Biển Đông. Tỉnh Quảng Ngãi nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung với thế mạnh là công nghiệp nặng và cảng biển. Hiện tại Quảng Ngãi đã có tổ hợp lọc hóa dầu, luyện thép, cơ khí quy mô lớn. Tuy nhiên, một vấn đề mà địa phương này đang đối mặt đó là hạ tầng các khu công nghiệp sắp quá tải, không có sự đồng bộ. Giải quyết bài toán hạ tầng công nghiệp để thu hút đầu tư đang là nhiệm vụ lớn của địa phương này. Khu công nghiệp Tịnh Phong đã lấp đầy nhà đầu tư từ nhiều năm nay tại Quảng Ngãi. Đến nay thì khu công nghiệp này đã quá tải, nhưng nhiều hạng mục của một khu công nghiệp đúng nghĩa vẫn còn thiếu. Đơn cử nhất là vấn đề nhà ở cho công nhân. Dù được nói cả chục năm nay, nhưng việc có một nơi ở ổn định vẫn là ước mơ của hàng chục ngàn công nhân ở đây. Nhiều nhà đầu tư tỏ ra ái ngại khi thấy sự thiếu đồng bộ về hạ tầng công nghiệp của Quảng Ngãi. Mục tiêu trong 5 năm tới của tỉnh Quảng Ngãi là tiếp tục phát triển công nghiệp. Trong đó sẽ chú trọng thu hút các nhà đầu tư có hàm lượng về công nghệ cao cũng như là công nghệ thông tin. Và để làm được điều này thì ngay từ bây giờ, bài toán tỉnh Quảng Ngãi cần phải giải quyết đó là làm sao tạo ra một cái hạ tầng khu công nghiệp thật tốt. Đồng thời phải đảm bảo quỹ đất thì những nhà đầu tư lớn, những nhà đầu tư mà chúng ta gọi là những con sếu đầu đàn mới có thể đến địa phương này. Hiện nay, tất cả các khu công nghiệp do nhà nước đầu tư tại Quảng Ngãi đều đã kín. Những khu công nghiệp tư nhân đầu tư cũng đạt tỷ lệ lấp đầy gần hết. Riêng khu kinh tế Dung Quất, đến nay đã có 350 dự án có hiệu lực, trong đó 170 dự án đã hoạt động. 180 dự án còn lại dù chưa triển khai, nhưng đất đã được giao cho nhà đầu tư. Nghĩa là quỹ đất cho nhà đầu tư sản xuất không còn nhiều. Qua 10 năm tổ chức thực hiện cái quy hoạch được phê duyệt từ năm 2011, thì nó cũng bắt đầu xuất hiện những cái bất cập. Có thể ví dụ cụ thể như là cái khu công nghiệp phía Đông, thì hiện nay mình còn cái diện tích đất khoảng 500 hectare, chưa có dự án đầu tư. Tuy nhiên diện tích này thì lại quy hoạch cho đất của công nghiệp quá giàu, quá chắc và có cái kho bãi để phục vụ cho quá giàu quá chắc. Hay là một cái ví dụ thứ hai như là cái trong quy hoạch chung này thì có cái khu công nghiệp Dung Quất 2 gắn với cảng biển nước sau thứ hai. Tuy nhiên thì đến giờ này thì cũng không có cái nhà đầu tư nào đủ lực. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định đồng ý thực hiện đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, định hướng mở rộng hạ tầng công nghiệp được xem là quan trọng. Nhiều nhà đầu tư tư nhân đã đề xuất với chính quyền Quảng Ngãi tham gia phát triển hạ tầng công nghiệp. Đáng chú ý là dự án khu công nghiệp, dịch vụ gắn với đô thị nhà ở cho công nhân chuyên gia Dung Quất 2 với diện tích lên đến 1.145 ha. Đây là một cái dự án mà chúng tôi đang thực hiện ở bước là đề xuất là quy hoạch. Còn về cái bước lựa chọn nhà đầu tư thì phải có hai các cái quy trình thẩm định nghiêm ngặt. Đó là về vốn và các cái vấn đề về khác để đảm bảo cái tính khả thi thực hiện của dự án. Để thực hiện cái đề xuất này thì chúng tôi cũng đã là đánh giá rất thận trọng về các nhiều phương diện. Khách quan như chủ quan, chúng tôi cũng đã có các cái giải pháp, các cái bước chuẩn bị đầy đủ các cái yêu cầu để
đầu tư thực hiện dự án nếu được lựa chọn là nhà đầu tư. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, chủ trương của địa phương là khuyến khích các nhà đầu tư tư nhân tham gia vào việc phát triển hạ tầng công nghiệp. Đây là giải pháp nhanh nhất để giải bài toán thiếu hạ tầng công nghiệp hiện nay. Tuy nhiên, tỉnh sẽ thực hiện chặt chẽ các quy định đầu tư và yêu cầu cam kết cụ thể. Năm nay, thành phố Hồ Chí Minh được dự báo vẫn sẽ tăng từ 5 đến 15% hàng hóa cung ứng trong mùa Tết. Do đó, ngay từ giữa năm, doanh nghiệp thực phẩm đã phải ráo riết tìm kiếm nhân công, nhất là nhân công thời vụ để phục vụ việc sản xuất. Càng đến cuối năm, thị trường lao động càng sôi động, nhưng để tìm được nhân lực phù hợp thì không phải dễ. Với gần 7.500 tấn thực phẩm, trong đó có 5.300 tấn chế biến, phục vụ mùa Tết Tân Sửu. Vì vậy mà doanh nghiệp này phải chủ động thời gian để sản xuất các mặt hàng có hạn sử dụng dài. Riêng với những mặt hàng tươi sống và hạn sử dụng ngắn, phải sản xuất tập trung vào 45 ngày trước Tết. Do đó phải tăng cường gấp rưỡi nhân lực với 3 ca làm việc liên tục. Dịp này chúng tôi rất khó khăn trong vấn đề tuyển lao động, bởi vì lao động này là lao động thời vụ phục vụ cho cái cao điểm ngắn hạn của Tết, do đó tuyển người lao động rất là khó. Đặc biệt cái đặc thù ở Ví Săn là phải có lao động tay nghề. Tương tự thì doanh nghiệp này cũng có nhu cầu tuyển dụng thêm 30% nhân lực mới đáp ứng cho sản xuất Tết. Bên cạnh việc tìm kiếm qua các sàn giao dịch, các công ty cung ứng nhân lực, doanh nghiệp còn phải trưng dụng luôn lực lượng thực tập viên từ các trường đại học cao đẳng đến làm việc tại nhà máy. Vừa tăng ca, vừa điều chỉnh sản xuất, doanh nghiệp nỗ lực để đạt tiến độ tung hàng. Ngoài cái việc mà chúng tôi chuyển nguồn cái nguyên nhân lực cho chính mình thì chúng tôi phải nhờ qua các cái công ty dịch vụ lao động để họ tuyển giúp. Chúng tôi phải hợp lý hóa các cái dây chuyền sản xuất của mình. Trên đó đặc biệt là chúng tôi bố trí lại nguồn nhân lực vừa đủ để mà có thể sản xuất được. Theo đánh giá chung, nhu cầu nhân lực thời vụ của ngành thực phẩm năm nay tăng từ 30 tới 50% so với bình thường. Việc tuyển dụng lao động thời vụ cuối năm luôn khó khăn bởi thu nhập không cao, không có các chế độ đãi ngộ đầy đủ như lao động chính thức. Lại thêm ảnh hưởng của dịch Covid-19, một lượng lớn lao động đã bỏ thành phố về quê, thu hẹp thị trường nhân lực. Tuy nhiên thì việc nhiều ngành nghề khác vẫn chưa thực sự phục hồi đã giúp cho thành phố bổ sung lao động cho nhà máy. So với các năm trước thì cái lao động thời vụ thì cũng rất là khó khăn vì các cái doanh nghiệp của ngành khác như nhau. Nhưng mà năm nay có một chút cái thuận lợi là vì khi sử dụng cái lao động thì có một số ngành người ta cũng không có sử dụng trọn vẹn cái lao động. Cho nên khi mình sử dụng cái lao động thời vụ thì mình cũng thu hút được một số các lao động đó về. Chúng tôi cũng mạnh dạn triển khai thêm đăng tuyển trên các cái kênh online. Nên về lực lượng lao động mà để chuẩn bị cái hàng phục vụ nhân cái dịp Tết á, thì chúng tôi đã tương đối đầy đủ. Hiện nay chúng tôi vẫn tăng cường bổ sung do cái lượng sản xuất vào cái dịp Tết nó cũng có tăng lên đáng kể. Ở thời điểm này thì các doanh nghiệp đang nỗ lực rất lớn để vừa sản xuất tốt, vừa phòng dịch hiệu quả. Bởi lao động thời vụ cũng đem theo nhiều nguy cơ rủi ro, khó kiểm soát. Thị trường nhân lực dự kiến sẽ sôi động đến đầu năm sau.